Vâng, thưa Đức Cha, bây giờ thế này, Đức Cha vừa mới đề cập tới những chuyện của địa phận Vinh đó. Thì xin hỏi Đức Cha là sau cái vụ Mỹ Yên đó, rồi vụ Tam Tòa, rồi là vụ Loan Lý, rồi là vụ thí điểm Con Cuông, giáo vận Vinh của ngài bị nhiều chuyện rắc rối quá. Thì thưa Đức Cha, kể từ ngày Đức Cha về thay Đức Cha Cao Đình Thuyên đó, thì những chuyện dường như nó lại càng rắc rối thêm. Và cái tình trạng từ hồi đó cho đến bây giờ có thay đổi chưa thưa Đức Cha? Sau gần 4 năm mà ngài làm giám mục địa phận Vinh, đã tiến triển một cách tương đối bình thường chưa, hay là giáo dân vẫn bị ngăn cản đi lễ, hay là vẫn bị phá quấy, vẫn bị côn đồ, vẫn bị những cái người được gọi là dân phòng hay là tự phát từ đâu đến phá hoại những cái buổi lễ cầu nguyện, đập tượng Đức Mẹ, đập tượng đánh cha linh mục này kia, đại khái như thế, thì câu chuyện bây giờ nó như thế nào, tình thế bây giờ nó như thế nào thưa Đức Cha? Vâng, cảm ơn anh Phạm Trần đã quan tâm đến giáo phận Vinh là một trong những khúc ruột miền Trung. Wow. Nơi khúc ruột đó thì luôn luôn có thiên tai, hầu như là hàng năm đều có thiên tai lụt lội. Có một người dân ở quê chúng tôi có nói rằng: quê tôi gặt sỏi tìm cơm, hết mưa thôi hạn, lại cơn bão gần. Wow. Đó là thiên tai. Nhưng mà bên cạnh thiên tai thì như anh nói cũng có nhân tai nữa. Wow. Nhân tai là do xả nước, rồi những cái đập xả nước không đúng, không đúng thời điểm, không đúng quy tắc, thì thành gây lụt lội. Rồi có những khó khăn, khó khăn về Tam Tòa thì thời Đức Cha Cao Đình Thuyên, rồi một số khó khăn sau là Con Cuông, rồi Mỹ Yên. Thì tất cả những khó khăn đó thì cũng có cái thì cũng đã dần dần được giải quyết. Chẳng hạn như Tam Tòa thì chúng tôi đã được cấp lại bìa đỏ thì đất 6.300 m2 để hy vọng để làm cái nhà thờ Tam Tòa sắp tới. Và nhân dịp này thì tôi cũng kêu gọi tất cả những người con của Tam Tòa, những người giáo dân của Tam Tòa, hy vọng rằng cộng tác với chúng tôi để xây dựng lại cái nhà thờ Tam Tòa đẹp hơn, trên cái mảnh đất cũng rất đẹp, 6.300 m2. Rồi đối với cái vụ Con Cuông thì hôm nay cũng đã giải quyết, chúng tôi vẫn tiếp tục làm lễ trong một cái nhà của tư gia, của giáo dân. Vì cho đến đây, cho đến hôm nay thì trước đây cũng vậy, chưa ở thì Con Cuông chưa có nhà nguyện. Làm lễ trong nhà của tư gia, và nhà cầm quyền có hứa với chúng tôi là sẽ cấp đất tại một cái địa điểm mà chúng tôi thấy cũng đồng thuận, là địa điểm cũng thích hợp. Nhưng mà lời hứa đó họ nói là vì cái vụ của Mỹ Yên mà chưa được thực hiện, thì hy vọng rằng năm nay sẽ được thực hiện chắc. Vì chúng tôi cũng đã nhắc lại cái lời hứa và cái đề nghị của chúng tôi, và hy vọng rằng năm nay thì được thực hiện chắc. Riêng cái vụ Mỹ Yên thì chúng tôi cũng có đối thoại, rồi hai bên cũng đưa đồng ý là thả hai cái người dân của Mỹ Yên về trước khi thời hạn, là thả họ, cho họ về để mừng Giáng sinh với gia đình. Thì một số chuyện cũng đang tìm cách cho đi vào quá khứ. Cuộc sống luôn luôn có những khó khăn, nhưng mà nếu mà chỉ dừng lại khó khăn thì cuộc sống luôn luôn sẽ gặp trắc trở. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng những cái chuyện đó, những cái vụ đó sẽ đi vào quá khứ. Và hiện thời thì cho đến hôm nay chưa có cái chuyện nào gây khó khăn, cũng không có cái chuyện nào mà nơi mà dân quân cản trở người dân đi tham dự thánh lễ. Và chúng tôi cũng tổ chức những cái thánh lễ rất là lớn. Như cái kỳ Tết vừa rồi, chúng tôi tổ chức lần đầu tiên cái đại hội cho giới trẻ. Thì cũng có khoảng đến 16-17.000 người trẻ mà chỉ là đại diện thôi về tham dự. Rồi lễ đầu năm tại Đền Thánh An Tông thì cũng có đến khoảng 20.000 người. Và 13 tháng 6 sắp tới
lễ của Thánh An Tông tại Linh Địa Trại Gáo là Mỹ Yên đó, vâng, thì chắc chắn cũng khoảng độ 20.000 hay hơn 20.000 người tham dự. Vâng. Thưa Đức Cha, Đức Cha về làm giám mục của giáo phận Vinh cũng gần được 4 năm. Vào cái ngày 23 tháng 7 tới đây thì Ngài sẽ kỷ niệm 4 năm làm giám mục. Và chúng tôi cũng nhớ là khi mà lên chức giám mục cách đây 4 năm thì Ngài có lấy cái khẩu hiệu là sự thật và tình yêu. Thế thì xin Đức Cha nhân dịp này giải thích ý nghĩa của cái khẩu hiệu này. Và cái khẩu hiệu này nó ảnh hưởng tới cuộc đời giám mục cũng như là công tác mục vụ của Ngài tại giáo phận Vinh nói riêng và đối với giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung, thưa Đức Cha. Cảm ơn anh đã hỏi câu hỏi quan trọng trong cái đường hướng mục vụ, cũng như trong cái tư cách sống, tư cách làm Kitô hữu của chúng tôi và đặc biệt của bản thân tôi. Vâng. Sự thật sẽ giải phóng chúng ta. Đức Giêsu đã nói như vậy. Và chính vì vậy, chúng tôi trong những cuộc khó khăn, trong những lúc gặp khó khăn, nhất là cái vụ Mỹ Yên vừa rồi, vâng, thì tôi cũng nói là chúng tôi tranh đấu cho sự thật. Vâng. Và chúng tôi cũng chống lại những gì mà giả trá. Và có một lần tôi cũng nói, một lần thất tín, vạn lần thất tín. Tuy nhiên, cái sự thật mà chúng tôi tranh đấu đó phải đi với tình yêu. Và với tư cách là một giám mục, thì tôi không thể tách rời cái sự thật khỏi tình yêu. Mà cũng không thể dùng tất cả những phương tiện để tranh đấu cho sự thật. Wow. Trong một thế giới hôm nay, thế giới đa văn hóa, thế giới dân chủ, thì có nhiều người sẽ có những cách để tranh đấu cho sự thật khác nhau. Nhưng mà chúng tôi là người tôn giáo và là người môn đệ Đức Giêsu, thì cái sự thật đó luôn luôn phải đi với tình yêu. Wow. Và nếu không có tình yêu, thì lúc đó cái sự thật trở thành một cái gì chai cứng. Có thể là cái sự thật đó được thực hiện trong trại tù, trong trại lính, mà không phải trong xã hội nhân gian và đặc biệt trong giáo hội. Thì thành thử ra đối với chúng tôi, sự thật phải đi với tình yêu. Và chính tình yêu mới là cái yếu tố quan trọng, yếu tố sau cùng. Vì Đức Giêsu cũng mời gọi chúng tôi là tranh đấu cho sự thật, nhưng phải yêu thương mọi người, kể cả những thù địch. Thì điểm đó là cái điểm quan trọng. Dĩ nhiên một số người nói làm sao yêu thương thù địch như yêu thương cha mẹ chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng nếu chúng ta nghiên cứu lại cái bản văn và những cái từ chuyên môn, thì trong cái sự tình yêu đó có thể có nhiều nghĩa khác nhau. Có cái tình yêu mà tự nhiên, tình yêu máu mủ, thì cái tình yêu đó nó chỉ có giữa cha mẹ, con cái, vợ chồng với nhau thôi. Thì không ai đòi hỏi phải yêu thù địch bằng cái tình yêu đó, cũng không có thể. Rồi có cái tình yêu nữa là cái tình yêu mà đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu giữa những người cùng lý tưởng, giữa những người cùng một niềm tin, như chúng ta vẫn nói. Thì cái tình yêu đó cũng không phải là cái tình yêu mà chúng ta dùng để đối xử với những thù địch. Có một tình yêu mà Đức Giêsu đòi hỏi, đó là lòng bác ái, vị tha, tức là thái độ bao dung, thái độ tử tế, đối xử với mọi người, kể cả những người thù địch. Không hận thù, không chủ trương lấy oán báo oán, không chủ trương lấy hận thù để làm lẽ sống cho cuộc đời của mình, như người Marxist ngày xưa đã chủ trương lấy đấu tranh giai cấp làm lẽ sống, làm kim chỉ nam. Thì hôm nay một số người Marxist cũng đã bỏ cái đó. Thì người Công giáo chúng ta không bao giờ chủ trương như vậy. Và trái lại, như Thánh Phaolô nói, phải lấy ân mà báo oán và đối xử đẹp với mọi người, tôn trọng cái quyền của họ. Vì dù sao tất cả mọi người, dù là thù của tôi, dù là bạn tôi, dù là anh em của tôi, đều được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa.
thì chúng tôi đi theo con đường đó. Có thể một số người không chấp nhận, nhưng mà chúng tôi không thể làm khác hơn sắc tín của chúng tôi. Thì hai cái điều đó chúng tôi gắn kết với nhau để đi theo con đường của Đức Giê-xu, đã chiến đấu cho sự thật bằng chính cái chết của Ngài.